nay em có gì vui mà vừa đi vừa ca vừa hát rộn rã vậy ta? Tụi em đang ôn lại bài hát để một chút nữa hát trong chương trình Tết Vì Người Nghèo Xuân Yêu Thương của Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ tổ chức đó anh. Hèn gì, một chương trình uy tín và ý nghĩa như vậy nên hai em mới hồ hởi tươi vui dữ à nghe. Không vui sao được anh, nhờ có các chú các anh trong ban chỉ đạo với bao nhiêu tâm huyết ân tình mà khắp quê mình sông nước miền Tây mỗi người đã xiết chặt đôi tay nâng bồng cánh tay cho vùng đất đồng bằng. Quần sai người người cùng hướng tới tương lai bằng niềm tình yêu và mơ đẹp giàu. Lòng anh luôn thấy dạt dào, vừa tự hào vừa sung sướng khi nhìn bất cứ nơi nào của làng quê sông. Từng ngày khoác lên màu áo mới, đồng bằng vẫn luôn đổi thịt thay da, ai chẳng tự hào dùng đất quê ta. Cứ mỗi bận về thăm là lòng anh lại thấy lân lân những niềm tình yêu phơi phơi. Trời Tây Nam bốn mùa là xuân mới và chín nhánh sông quê lại láng gọi trăm miền. Hướng mắt về đây nhìn một tương lai rạng rỡ chào mừng. Những khát khao một chân trời rộng mở từng dòng sông ngày đêm thao thức mang ước mơ xanh luôn đồng ấm hương phù sa giữa bao la êm đềm ôm ấm dưỡng bội thu xuôi đến bao miền xa cho đất trời cửu long thắm đượm mùa qua. Những mùa hoa hồi nhập đã thơm hương trên khắp nẻo đường dân xây và hội đánh thức những tiềm năng trên khắp quê mình. Phố chợ làng quê ngạo nghễ những công trình khoảng cách không gian dần thu ngắn lại đôi mắt đồng bằng đã nhìn xa trong rộng muôn nơi biển đảo nghĩa tình tha thiết lắm người ơi tiền tuyến hậu phương như nối liền chung nhịp thở từ những tấm lòng của miền Tây Nam Bộ mà tình đất tình người
thành sức mạnh kiên trung. Nghe tiếng ca trên đường quê trải rộng, giờ trường tam dài sáng dài thắm tươi nụ cười. Đàn em thơ mang túi xanh nồng nàn mơ ước, xuân đất trời xuân giữa đời khát khao đây. Chung gánh sẻ chia trong nghĩa tình đồng đội, là trách nhiệm thiêng liêng với vận mệnh quê nhà. Còn đó những khó khăn, những nắng đẹp đã chan hòa, các chú các anh đã đến từng phun sóc để chia sẻ ân cần với đồng bào các dân tộc anh em. Rồi trường dân tộc nội trú đã mọc lên, rồi bệnh viện đa khoa Trần Đề đang rộng mở, và hội bảo trợ bệnh nhân nghèo như nhắc nhở truyền thông sẽ chia ban ái của tình. Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, những dự án đã hình thành trên khắp vùng châu thổ. Bằng trí tuệ tầm nhìn, bằng niềm tin vững chắc, đã chấp cánh cho đồng bằng những đôi cánh bay xa. Những tiếng nói từ con tim đã đi đến những con tim, và kết nối những tấm lòng chung tay chung. Đồng bằng ơi, dân từng đêm thơ tức, vì phồn thịnh đẹp giàu, vì áo ấm cơm no. Đường dẫu xa nhưng đôi chân luôn vững bước, mùa xuân sẽ đơm bông trên sông nước như ruộng đồng. Xuân đã thắm hồng trên chính nhánh Cửu Long, xuân đã đơm bông từng tâm hồn luôn dương. Dùng đất thiên chính trọng, mang sức xuân về